Chào mọi người, mình đang có mặt ở Thái Lan và ngày hôm nay mình sẽ đưa các bạn đến trung tâm bóng đá cộng đồng của Thông Lao. Ở đây người ta gọi là Kick Arena của Thông Lao. Đây các bạn có thể nhìn thấy Thông Lao đây. Đấy, giờ chúng ta đi vào xem là cái trung tâm bóng đá cộng đồng của Thông Lao như thế nào nhá. Đây các bạn có thể nhìn thấy ở đây. Kick tức là đá nhưng mà có thường là một chữ C. Arena, tức là họ dùng cái từ rất là mạnh. Đấy, cũng giống như rất nhiều cựu cầu thủ của Việt Nam thì Thông Lao cũng mở một cái trung tâm bóng đá cộng đồng. Đây, ở ngoài này là bãi đỗ xe. Mình tin là trong này sẽ có rất nhiều những cái kỷ vật các bạn ạ. Thì lát nữa chúng mình sẽ đến để chúng mình xem. Đây là một sân, hai sân, ba sân, tất cả đều có mái che. Đấy. Ở phía bên này là ekip của mình chuẩn bị làm. Sorry khab. Đây là các bạn học viên. Đây, các bạn học viên đây. Đấy, chúng ta nhìn thấy sân rất là đẹp. Phía xa xa là mấy anh em quay phim của tớ. Đấy, sân đẹp các bạn. Sân cỏ nhân tạo. Có mái che. Cái mái che này là mình có cảm giác như là nó cũng giống ở PVF. Hay là giống một cái sân tập ở Hoàng Gia Lai. Sân tập trong nhà. Ở phía ngoài này chúng ta thấy là có rất nhiều. Đây có màn hình để cho mọi người xem bóng đá. Đấy, có quạt, rồi có chỗ để anh em thay đồ uống nước. Ở đây có bàn bia này. Đây có một cái mini bar để bán đồ rất là trẻ con đúng không các bạn? Có bim bim này. Đấy, bên này có cả mì tôm này. Đây, có bảng giá này, phục vụ từng ngày này. Ở đây có cả bán giày này. Đấy. Đây, chúng ta nhìn thấy ở đây sẽ có rất nhiều những cái kỷ vật này. Đây là huấn luyện viên cũ của U23 Thái Lan, ông Chok Promut. Đây chúng ta nhìn thấy ở đây là có Thông Lao này và huấn luyện viên Chok Promut này. Đây, Thông Lao và Chok Promut này. Đấy, rất nhiều những cái sự kiện được diễn ra ở đây. Đây Thông Lao đây. Đấy, Thông Lao đang có một cái cử chỉ rất là thân thiện và chiều mến với các cầu thủ nhí. Đấy, chúng ta nhìn thấy rất nhiều đúng không ạ? Và ở đây chúng ta cũng nhìn thấy Thông Lao bắt đầu đi dạy các con đây. Đấy. Thông Lao đây. Ôi đây cũng blank đàng hoàng đấy chứ. Ảnh rất là đẹp các bạn ạ, lưu lại ảnh rất là đẹp. Đây, Thông Lao đây. Ôi dồi ôi, ảnh đẹp này các bạn. Đây, chúng ta nhìn thấy họ chơi rất là sảng khoái. Đấy. Đẹp không các bạn? Đây, ở đây còn có thể dành trường quay một lát nữa chúng mình sẽ phỏng vấn Thông Lao như này. Đấy, nhưng mà chắc chắn là các bạn sẽ nhận ra đây đúng không ạ? Đây là huyền thoại của Liverpool, Steve McManaman. Đó, đây là Ian Rush, cũng lại một huyền thoại khác của Liverpool. Đây rất nhiều những cầu thủ của Liverpool. Đây là Dieter Hamann, cầu thủ Đức, thi đấu cho Liverpool. Đấy, Ian Rush giao lưu trả lời phỏng vấn này. Đấy, rất là đẹp đúng không ạ? Rất nhiều các huyền thoại ở đây. Ảnh nhỏ nhưng mà rất là nhiều những cái hình ảnh đẹp. Đấy. Bên này là phòng cho phụ huynh chờ các con. Ở đây cũng có được xem bóng đá. Chỗ này là các bạn có thể ngồi ăn. Đó. Bên này mới gọi là át này các bạn này. Đây chúng ta nhìn thấy có Paul Pogba này. Đấy. Ở đây có đôi giày và áo của đây là Ian Rush. Nhìn thấy bộ râu này là của Ian Rush rồi, trong áo ở Liverpool. Đấy. Chúng ta nhìn thấy giày có chữ ký này. Đấy. Hai giày có chữ ký này, đây là của Steve McManaman này. Các bạn nhìn thấy không? Đấy. Mình sẽ zoom hơi cận vào tí cho các bạn nhìn. Đấy, Steve McManaman sang đây và tặng quà ở đây. Đây cũng thế này. Đây là Dieter Hamann này. Đấy. Các bạn thấy tuyệt vời không? Trên này chúng ta nhìn thấy là có chữ kick. Đấy. Rất là đẹp. Đây, tất cả những cái đôi giày đều có chữ ký. Chữ ký này là của ai mình không biết. Không biết có phải của Ian Rush không? Đấy. Đấy, mặc dù là những cầu thủ rất trẻ nhưng mà chúng ta thấy là các thầy cũng đã xếp những cái dụng cụ như là dành cho những cầu thủ chuyên nghiệp.
Đấy, cũng có thang, có thừng, có vòng. Để lát nữa các cầu thủ trẻ chúng ta là tập luyện. Ra thế Thái Lan họ chăm chút đâu. Đây chỉ là bóng đá cộng đồng thôi nhá. Đấy, đây chỉ là một cái học viện rất là nhỏ với 3 sân thông lao thôi. Đấy. Đấy. Trong này một cái chân trái rất hay này. Đấy, có chân trái rất hay. Mà này chắc là quá tuổi. Tranh thủ khởi động cho các bạn. Đấy. Đấy, dụng cụ rất là nhiều rồi. Có marker, có vòng, có dây. Đấy, và ở phía xa xa đây là các mẹ có thể ngồi xem con mình tập. Đấy. Sân có mái che này thì mưa hay khô đều ok hết. Bây giờ là thầy đến là bắt đầu giao lại việc cho thầy. Đấy. Thầy đang điểm danh đấy, thầy đang đếm đấy. Đấy. Trước trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan tại sân Thammasat. Trận đấu đầu tiên thuộc vòng loại World Cup 2022 trên sân của Thái. Đấy, Thái rất là ngon. Bây giờ thì chúng mình sẽ sang bên này để xem setup máy móc như nào. Đây, chúng ta đang nhìn thấy mọi người đang setup máy móc đây. Đấy. Ekip của mình đây. Đang là đây. Học viên được bố mẹ đánh xe ô tô mang đến đi đi học sướng đấy. Đây vào đây thay đồ. Xem là các con tập thế nào nhá. Ui giời, thấy không? Tập hơi bị hay luôn. Tập hơi bị chuẩn luôn. Các bạn này cái kỹ thuật cơ bản rất là chuẩn. Mình lắc máy không kịp các bạn ạ. Đây, các bạn nhìn nhá, họ sút rất là cơ bản và rất có lực luôn. Đấy. Được không? Yeah. Đấy. Quá ổn luôn. Là một cái sân tập rất là nhỏ này thôi. Chúng ta nhìn thấy trên đồng hồ hiện tượng này 30 độ C này. Và lúc này là 9:55. Đấy. Các bạn thấy rất là đầy đủ tiện nghi. Đây, chúng ta đang có mặt ở học viện của Thông Lao. Bây giờ Thông Lao và vợ đã đến. Đấy, chúng ta nhìn thấy là một cái phong cách rất là châu Âu, mặc sock, đi giày thể thao đến, sau đó là sẽ trả lời phỏng vấn chúng ta. Ở đây một cái bối cảnh rất là đẹp, rất là đẹp. Đây là vợ của Thông Lao. Đấy. Nói chính xác ra đây là người vợ hai của Thông Lao. Thông Lao đã đi qua một lần đò rồi, đây là chuyến đò thứ hai. Thông Lao là huyền thoại của bóng đá Thái. Và đây chính là biểu tượng của bóng đá Thái sau cái giai đoạn của Kiatisak. Và thực sự thì hôm nay đến cái trung tâm này thì thấy là nó quá là đẹp luôn. Rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Đấy, các cháu ở bên này tập, các bạn có thể nhìn thấy tập rất là cơ bản, rất nhiều những kỹ năng, dùng mu, dùng má, dùng gầm, các thầy ra thị phạm. Và ở đây có một cái rất là hay là họ có bảng điện tử. Đây, chúng ta nhìn thấy đây, bảng điện tử.
Đấy, có thời gian thi đấu đội nhà, đội khách. Sân rất là đẹp, đây có lưới. Khi mà chúng ta sút vào thì không phải đi nhặt bóng, đỡ mất thời gian chết. Mình thấy ở đây rất là quy củ. Mình cũng đến rất là nhiều những cái trung tâm bóng đá cộng đồng ở Việt Nam rồi, nhưng mà sang đây thì thấy quả thật đẳng cấp hơn hẳn. Tất cả mọi thứ đều có giáo án, có quy trình đàng hoàng. À, đây là Thông Lao, chúng ta ra nói chuyện Thông Lao. Sorry khap. Long Thao đâu gì. Hôm nay Minh Hải rất là vui khi mà đến thăm Thông Lao và có một câu chuyện rất là hay. Và thực sự cảm thấy rất là ấm lòng khi mà biết là Thông Lao vẫn còn rất là yêu quý người Việt Nam của chúng ta. Mỗi một trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam thì Thông Lao vẫn chăm chú xem. Và thậm chí còn xem cả những cái đường đá phạt của Lương Xuân Trường nữa. Đấy là một cái điều rất là tuyệt vời. Và cũng rất là vui khi biết được là gia đình của Thông Lao cũng rất là hạnh phúc. Bây giờ bạn ấy vừa đá bóng và vừa có kinh doanh thêm. Và cái chương trình ngày hôm nay của chúng tôi ấy, thì chắc là các bạn sẽ đặt ra một câu hỏi là người phụ nữ ngồi bên cạnh tôi đây là ai, đúng không ạ? Kia thì Sắc đã từng nói một câu là có rất nhiều những cái phát biểu ở trên báo chí mà không phải của anh ấy nhưng vẫn được báo chí Việt Nam đăng tải. Và ngày hôm nay để tạo ra một cái cuộc phỏng vấn thực sự là có tính tin cậy cao thì chúng tôi đã mời vợ của Thông Lao, chính là người đã dịch cho chúng ta toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay. Cho nên là chắc chắn một điều là nội dung ngày hôm nay sẽ là được truyền tải một cách đầy đủ nhất và trung thực nhất. Một lần nữa xin được cảm ơn Thông Lao vì câu chuyện ngày hôm nay cực kỳ hay. Và xin chúc cho gia đình Thông Lao luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin được cảm ơn vợ của Thông Lao rất là nhiều. Và lời cảm ơn luôn luôn dành cho tất cả quý vị, những người đã dành thời gian cho chúng tôi. Và chắc chắn chúng tôi sẽ còn trở lại với những chương trình liên quan đến thể thao, và đặc biệt là liên quan đến bóng đá Việt Nam và bóng đá Thái. Xin được chào và hẹn gặp lại.